Xin kính chào quý phụ huynh, các bạn và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học bài 8, Lũy tre, sách Tiếng Việt tập 2, Kết nối tri thức với cuộc sống. Tiết 1 đến tiết 6, trang 35 đến trang 37. Cô mời chúng mình tham gia chương trình khởi động trước khi vào bài học để chúng mình ôn lại bài cũ. Bài trước chúng mình đã học đó là bài gì? À, bài trước chúng mình đã học đó là bài hạt thóc. Và đây chính là hình ảnh hạt thóc. Hạt thóc được sinh ra ở đâu? À, hạt thóc được sinh ra ở trên cánh đồng. Nhờ sự chăm sóc của bà con nông dân, đúng không nhờ? Trồng lúa ở trên cánh đồng và có được những hạt thóc. Vậy hạt thóc được sinh ra ở trên cánh đồng. Nhờ đâu mà có được những hạt thóc đó? Đó là nhờ sự chăm chỉ vất vả của người nông dân. Các con nhìn hình ảnh, người nông dân gieo mạ rồi cấy lúa ở trên cánh đồng. Sau một quá trình chăm sóc bón phân, cây lúa trổ bông thì người nông dân gặt lúa về và tuốt lúa để lấy những hạt thóc. Những hạt thóc được sát gạo chắp vỏ để thành hạt gạo nấu thành cơm trắng ngon cho chúng mình ăn hàng ngày và đây là bát cơm ngon được nấu từ những hạt thóc sau khi đã xay sát chảy vỏ vậy để có cơm ngon cho chúng ta ăn hàng ngày đó là nhờ sự chăm chỉ vất vả của người nông dân mới có được vì thế Chúng ta cần có thái độ kính trọng và biết ơn những người nông dân. Và bài hôm nay chúng mình học đó là bài 8, Lũy Tre. Trước khi học bài, cô có câu đố. Cô đố các con, các con cùng tham gia giải câu đố. Cây gì mang dáng quê hương, thân chia từng đốt dợp đường em đi, mầm non dành tặng thiếu nhi gắn trên huy hiệu em ghi tạc lòng là cây gì à, đó chính là cây tre và đây là hình ảnh cây tre mang dáng quê hương việt nam thân chia thành nhiều đốt và bóng cây tre dợp đường mát và búp măng non chính là biểu tượng ở trên huy hiệu măng non của các con các con nghe cô đọc mẫu bài Lũy Tre, trang 34. Bài thơ Lũy Tre của nhà thơ Nguyễn Công Dương gồm có bốn khổ thơ, mỗi khổ thơ gồm có bốn dòng thơ. Các con nghe cô đọc. Lũy Tre mỗi sớm mai thức dậy, lũy tre xanh rì rào, ngọn tre cong gọng vó, kéo mặt trời lên cao, những trưa đồng đầy nắng, trâu nằm nhai bóng râm che bần thần như gió chợt về đầy tiếng chim mặt trời xuống núi ngủ che nâng vầng trăng lên sao sao treo đầy cành suốt đêm dài thắp sáng bỗng gà lên tiếng gáy xôn xao ngoài lũy tre đêm chuyển dần về sáng mầm măng đợi nắng về nguyễn công dương trong bài này có một số từ khó các con luyện đọc. Lũy chê, gọng vó, truyền, nâng, bần thần. Chúng mình đọc lại. Bần thần có nghĩa là gì? Các con hãy tham khảo ở sách giáo khoa mục từ ngữ trang 35. Bần thần có nghĩa là chỉ tâm trạng, nhớ thương, lưu luyến, nghĩ ngợi. Ở trong bài thơ, hình ảnh che bần thần, nhớ gió. Chỉ tâm trạng, nhớ thương, lưu luyến, nghĩ ngợi của che đang nhớ đến gió. Các con luyện đọc hai khổ thơ theo ngắt nghỉ của cô. Mỗi sớm mai thức dậy lũy tre xanh rì rào ngọn tre cong gọng vỏ kéo mặt trời lên cao bỗng gà lên tiếng gáy xôn xao ngoài lũy tre đêm chuyển dần về sáng mầm măng đợi nắng về các con luyện đọc lại bây giờ chúng mình luyện đọc từng khổ thơ chúng ta luyện đọc khổ thơ thứ nhất gồm bốn dòng thơ lũy tre mỗi sớm mai thức dậy lũy tre xanh rì rào ngọn tre cong gọng vó kéo mặt trời lên cao khổ thơ thứ hai những trưa đồng đầy nắng trâu nằm nhai bóng râm che bần thần nhớ gió chợt về đầy tiếng chim Khổ thơ thứ ba Mặt trời xuống núi ngủ, che nâng vầng trăng lên, sao, sao treo đầy cành, suốt đêm dài thắp sáng. Khổ thơ thứ tư Bỗng gà lên tiếng gáy, xôn sao ngoài lũy tre, đêm chuyển dần về sáng, mầm măng đợi nắng về, nguyễn công dương. các con vừa luyện đọc xong rồi, bây giờ cô mời chúng mình chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Câu hỏi 1. Tìm những câu thơ miêu tả cây tre vào lúc mặt trời mọc. Chúng mình đọc thầm khổ thơ thứ nhất để trả lời. Những câu thơ miêu tả cây tre vào lúc mặt trời mọc tức là buổi sáng khi mặt trời thức dậy, thì lũy tre xanh rì rào, ngọn tre cong gọng vó, kéo mặt trời lên cao. Đây là hình ảnh cây tre được miêu tả vào buổi sáng lúc mặt trời mọc. Lũy tre xanh rì rào và đang uốn cong giống cái gọng vó để kéo mặt trời lên. Một hình ảnh rất là đẹp đúng không các con? Câu hỏi số 2 Câu thơ nào ở khổ thơ thứ hai cho thấy tre cũng giống như người? À đó là câu thơ tre bần thần như gió. Sau một buổi sáng, mọi người và vật đã làm việc vất vả. Buổi trưa đều nghỉ ngơi và đây là chú trâu đang nằm nghỉ ngơi dưới bóng cây tre dợp bóng mát. Và tre thì đang bần thần như gió. hình ảnh cây tre cũng giống như con người cũng có tâm trạng nhớ nhung giống con người đây chính là sự nhân hóa mà bài thơ sự nhân hóa của nhà thơ nguyễn công dương đã viết về hình ảnh cây tre trong bài thơ lũy tre một hình ảnh rất là đẹp cây tre mà cũng biết nhớ nhung biết thương nhớ giống như con người Câu 3. Ở khổ thơ thứ ba hình ảnh lũy tre được miêu tả vào những lúc nào? À, đó là vào lúc buổi chiều tối và đêm. Mặt trời xuống núi ngủ, tức là lúc mặt trời lặn vào buổi chiều. Và khi mặt trời lặn, thì tre nâng vầng trăng lên. Một hình ảnh rất là đẹp. Và sau đó thì những ngôi sao được treo đầy ở trên cành để thắp sáng suốt đêm. Đây là một hình ảnh rất đẹp, đúng không nào? Và đây là hình ảnh cây tre lúc buổi chiều và lúc buổi đêm. Bây giờ chúng mình sẽ luyện đọc lại bài thơ Lũy Tre. Sau đó các con sẽ nói hình ảnh con thích nhất trong bài thơ đó là hình ảnh nào? Ở khổ thơ 1, nói về hình ảnh lũy tre vào buổi sáng thì lũy tre xanh dì rào và cong giống như hình ngọng vó để kéo mặt trời lên cao đó hình ảnh cũng rất là đẹp đúng không rồi khổ thơ thứ hai là miêu tả cây tre vào buổi trưa một buổi trưa đầy nắng mà lại không có gió cho lên tre bần thần nhớ đến gió sự nhân hóa của lũy tre được nhà thơ nguyễn công dương miêu tả rất là hay vậy ở khổ thơ thứ hai hình ảnh tre bần thần như gió cũng rất là hay ở khổ thơ thứ ba hình ảnh mặt trời lặn thì tre lại nâng vầng trăng lên rồi treo đầy ngôi sao ở trên cành tre để thắp sáng suốt đêm hình ảnh ở khổ thơ thứ ba cũng rất là đẹp và hình ảnh ở khổ thơ thứ tư khi buổi đêm và chuyển dần về sáng thì khi có tiếng gà gáy thì xôn xao ngoài lũy tre thì lúc đó mầm măng đợi nắng về tức là tre nảy mầm đúng không và mọc lên những mầm măng mới đợi nắng về và những mầm măng này sau này lại trở thành những cây tre. Vậy ở bốn khổ thơ đều có những hình ảnh rất hay đúng không nào? Và cô thì cô thích hình ảnh tre bần thần như gió. Vì tre cũng có tâm trạng giống như con người. Còn các con nói về hình ảnh các con thích với ông bà người thân, với bạn bè của mình ở trong bài thơ Lũy Tre. Bây giờ chúng mình cùng nhau luyện đọc thuộc bài thơ. Khổ thơ thứ nhất, các con đọc nhầm. Bây giờ cô che lại để các con luyện đọc nào. Mỗi sớm mai thức dậy, lũy che xanh rì rào, ngọn che cong gọng vó, kéo mặt trời lên cao khổ thơ thứ hai các con tự đọc bây giờ cô che lại những trưa đồng đầy nắng châu nằm nhai bóng râm che bần thần nhớ gió chợt về đầy tiếng chim khổ thơ thứ ba các con đọc Chúng mình luyện đọc cùng cô. Mặt trời xuống núi ngủ, che nâng vầng trăng lên, sao sao treo đầy cành, suốt đêm dài thắp sáng. Khổ thơ thứ tư. Chúng mình đọc cùng cô. Bỗng gà lên tiếng gáy, xôn xao ngoài lũy tre, Đêm chuyển dần về sáng, mầm mang đợi nắng về, Nguyễn Công Dương. Cô mời chúng mình đọc thầm lại một lượt bài thơ, sau đó chúng mình sẽ luyện đọc thuộc lòng và cô sẽ che hết lại. Các con bấm dừng video để đọc nhẩm cho thuộc. Đọc thuộc các con sẽ bấm tiếp theo. Bây giờ cô che lại, lớp mình đọc theo cô. Lũy che mỗi sớm mai thức dậy lũy tre xanh rì rào ngọn tre cong gọng vó kéo mặt trời lên cao những trưa đồng đầy nắng trâu nằm nhai bóng râm che bần thần nhớ gió chợt về đầy tiếng chim khổ thơ thứ ba mặt trời xuống núi ngủ Che nâng vầng trăng lên sao sao treo đầy cành suốt đêm dài thắp sáng khổ thơ thứ tư bỗng gà lên tiếng gáy xôn xao ngoài lũy tre đêm chuyển dần về sáng mầm măng đợi nắng về Nguyễn Công Dương Chúng mình bấm dừng video để chúng mình đọc thuộc bài thơ. Đọc thuộc chúng mình sẽ bấm tiếp theo. Cô mời lớp mình chuyển sang tiết luyện tập theo văn bản đọc. Các con mở sách giáo khoa trang 35. Câu hỏi 1, tìm từ ngữ chỉ thời gian trong bài thơ. À, đó là từ sớm mai, trưa, đêm, sáng. Đó là những từ chỉ thời gian trong bài thơ Lũy tre. Ngoài những từ trong bài thơ, các con tìm những từ chỉ thời gian mà con biết. À, đó là từ ngày, tháng, năm, tuần, quý, vân vân. Một ngày thì có 24 giờ, một tháng thì có 30 hoặc 31 ngày, một năm thì có 12 tháng, một tuần thì có 7 ngày, một giờ 60 phút, một phút 60 giây, vân vân Đó là những từ ngữ chỉ thời gian các con ạ. À. Các con thân mến, bài thơ lũy tre của nhà thơ Nguyễn Công Dương tả về hình ảnh của lũy che xanh bình dị ở nông thôn ngày và đêm lũy che xanh không chỉ đơn thuần là thiên nhiên nó đã được nhân cách hóa đã mang tâm tính của con người biết vui buồn biết nhớ nhung và có những hành động tinh tế phù hợp trong mỗi hoàn cảnh trong mỗi khổ thơ mà nhà thơ nguyễn công dương đã miêu tả rất là hay ví dụ hình ảnh ngọn tre cong gọng vó, kéo mặt trời lên cao. Một hình ảnh rất là đẹp. Rồi hình ảnh tre bần thần nhớ gió. Tre đang nhớ nhung vì không có gió. Rồi hình ảnh tre nâng vầng trăng lên. Rồi sao sao treo đầy cành suốt đêm dài thắp sáng. Tức là hình ảnh cây tre được treo đầy ngôi sao trên cành để thắp sáng suốt đêm. Những hình ảnh rất hay mà nhà thơ Nguyễn Công Dương đã miêu tả cây tre ở trong bài thơ. Và đây là hình ảnh cây tre rất quen thuộc, rất gần gũi ở làng quê Việt Nam. Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết 3, tiết viết. Các con viết thứ ngày tháng và tên của bài thơ Lũy tre. Các con sẽ viết ba khổ thơ đầu. Các con nghe cô đọc bài thơ trước khi viết. Mỗi sớm mai thức dậy, lũy tre xanh rì rào, ngọn tre cong gọng vó, kéo mặt trời lên cao khổ thơ thứ hai những trưa đồng đầy nắng trâu nằm nhai bóng râm che bần thần nhớ gió chợt về đầy tiếng chim khổ thơ thứ ba mặt trời xuống núi ngủ che nâng vầng trăng lên sao sao treo đầy cành suốt đêm dài thắp sáng đó là ba khổ thơ chúng mình sẽ luyện viết các con lưu ý từ khó trong bài viết đó là từ lũy y dài rì rào râm bần thần chợt treo và các con lưu ý ngồi thẳng lưng đúng tư thế để chúng mình chuẩn bị viết chỉnh lại tay cầm bút cho đúng bây giờ chúng mình bắt đầu viết bài đây là bài thơ viết theo thể thơ năm chữ nên các chữ đầu dòng thơ các con viết thẳng cột dọc và viết hoa các con nên lùi vào hai ô mỗi sớm mai thức dậy lũy che xanh rì rào ngọn che cong gọng vó kéo mặt trời lên cao chấm các con bấm dừng video để viết viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo cách một dòng sang khổ thơ thứ hai những chưa đồng đầy nắng châu nằm nhai bóng râm chê bần thần như gió chợt về đầy tiếng chim chấm cách một dòng sang khổ thơ thứ ba mặt trời xuống núi ngủ che nương vầng trăng lên sao sao treo đầy cành suốt đêm dài thắp sáng chấm chúng mình bấm dừng video để viết bài vào vở viết xong chúng mình lại bấm tiếp theo cô mời lớp mình chuyển sang phần bài tập bài hai Chọn huynh hoặc ích thay vào ô trống Chúng mình đọc và suy nghĩ rồi điền huynh hoặc ích vào ô trống Sau đó đối chiếu với bài của cô Các bạn chạy huỳnh huịch trên sân bóng Nhà trường họp phụ huynh vào chủ nhật Các con đối chiếu với bài của cô Cô khen những bạn làm đúng các bạn làm chưa đúng chúng mình chữa lại bài. Bài số 3 chọn A hoặc B, cô hướng dẫn lớp mình cả hai phần. Chúng mình suy nghĩ, phần A chọn l hoặc n và ô vuông. B chọn ít hoặc ít thay vào ô vuông. Các con suy nghĩ để làm bài, sau đó đối chiếu với bài của cô. Những hạt mưa li ti dịu dàng và mềm mại gọi mùa xuân ở lại trên mắt trồi xanh non theo nguyễn lâm thắng ở lại các con viết l xanh non viết n bé đi dưới hàng cây chỉ thấy vòm lá biếc nhạc công vẫn mê say điệu bồng trầm tha thiết theo nguyễn lâm thắng các con đối chiếu với bài làm của cô Cô khen những bạn làm đúng Bạn nào làm chưa đúng các con sửa lại Cô mời chúng mình chuyển sang tiết 4 Luyện từ và câu Bài số 1 Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp Ở trên mỗi củ cà rốt là một từ Các con đọc và suy nghĩ Từ nào là từ chỉ sự vật các con nối vào giỏ có ghi từ ngữ chỉ sự vật, từ nào là từ chỉ đặc điểm chúng mình nối vào giỏ từ ngữ chỉ đặc điểm. Trước khi làm bài 1 thì các con cho cô biết từ chỉ sự vật là từ như thế nào và từ chỉ đặc điểm đó là từ như thế nào. Chúng mình cùng nhau ôn lại một chút. Từ chỉ sự vật đó là từ chỉ tên gọi của con người, các bộ phận của con người, bố mẹ ông bà cô dì chú bác thầy cô chân tay tóc vân vân. Từ chỉ sự vật là từ chỉ tên gọi và các bộ phận của con vật như chó, mèo, chuột, gà, trâu, rắn, chân, mắt, mỏ, lông. Từ chỉ sự vật là từ chỉ tên gọi của cây cối và các bộ phận của cây cối. Ví dụ chuối, ổi, mít, táo, nho, cam, lá, quả, cành, rễ, nụ, hoa, vân vân. Từ chỉ sự vật là từ chỉ tên gọi của đồ vật và vật dụng hàng ngày như bàn, ghế, sách, vở, bút. Từ chỉ sự vật còn là những từ chỉ tên gọi hoặc từ ngữ chỉ thời tiết, thời gian, xuân, hạ, thu, đông, mưa, gió, sấm sét, lũ lụt. Rồi các từ chỉ thiên nhiên, bầu trời, mây, sông, hồ, ao, suối, biển, núi, rừng. Tất cả những từ như thế này thì được gọi là từ chỉ sự vật. Thế còn từ chỉ đặc điểm? Từ chỉ đặc điểm là những từ chỉ màu sắc, ví dụ xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng, vân vân. Từ chỉ tính cách, hiền dữ, thông minh, vân vân. Kích cỡ, dài ngắn, to nhỏ, vân vân. Tính chất, đúng sai, chất lỏng, rắn, vân vân. Hình dáng to nhỏ, béo gầy, cao thấp, vân vân mùi vị chua cay mặn ngọt vân vân đặc điểm khác xinh đẹp già trẻ mấp mô vân vân tất cả những từ như thế này thì gọi là từ chỉ đặc điểm bây giờ chúng mình quay trở lại làm bài tập số 1 vậy từ bầu trời đó chính là từ chỉ sự vật ngôi sao là từ chỉ sự vật xanh là từ chỉ đặc điểm lấp lánh từ chỉ đặc điểm nương lúa từ chỉ sự vật vàng óng, từ chỉ đặc điểm. Trong xanh, từ chỉ đặc điểm. Lũy tre là từ chỉ sự vật. Cánh đồng là từ chỉ sự vật. Vậy các con trình bày cho cô vào vở ô ly. Từ ngữ chỉ sự vật là bầu trời, ngôi sao, nương lúa, dòng sông, lũy tre. Nhóm từ ngữ chỉ đặc điểm đó là xanh, vàng óng, lấp lánh, trong xanh. Các con viết bài vào vở con bấm dừng video để viết. Khi làm viết xong thì chúng mình lại bấm tiếp theo. Bài 2. Ghép từ chỉ ghép từ ngữ chỉ sự vật với những từ ngữ chỉ đặc điểm ở bài tập số 1 để tạo thành câu. Vậy với những từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm ở trên củ cà rốt ở bài 1, chúng mình hãy ghép thành câu. Đó chính là yêu cầu của bài tập số 2. Ví dụ này, bầu trời trong xanh con ghép từ chỉ sự vật là từ bầu trời và đặc điểm của bầu trời là trong xanh đầu câu viết hoa cuối câu viết dấu chấm đây chính là câu nêu đặc điểm câu nêu đặc điểm gồm có hai bộ phận chính bộ phận chính thứ nhất là từ chỉ sự vật bầu trời bộ phận chính thứ hai là từ chỉ đặc điểm trong xanh đầu câu viết hoa cuối câu viết dấu chấm bây giờ các con hãy viết ba câu với những từ ở bài 1. Đó là những từ trong củ cà rốt này. Ví dụ, nương lúa đặc điểm là vàng óng. Ngôi sao đặc điểm là lấp lánh. Lũy tre đặc điểm là xanh. Đó là ba câu nêu đặc điểm. Đầu câu viết hoa và cuối câu viết dấu chấm. Các con bấm dừng video để viết bài. Viết xong các con lại bấm tiếp theo. Cô mời chúng mình chuyển sang bài ba, bài 3. Hỏi đáp về đặc điểm của các sự vật, ngôi sao, dòng sông, nương lúa, bầu trời. Câu mẫu: Bầu trời thế nào? Trả lời: Bầu trời cao vời vợi. Cuối câu hỏi có dấu hỏi chấm, cuối câu trả lời có dấu chấm. Khi hỏi về Đặc điểm chúng mình sẽ đặt câu hỏi với từ thế nào? Câu hỏi với từ thế nào là để hỏi về đặc điểm. Và hỏi về đặc điểm thì chúng ta sẽ trả lời bằng câu nêu đặc điểm. Vậy câu trả lời chính là câu nêu đặc điểm. Để trả lời cho câu hỏi về đặc điểm thì chúng ta phải trả lời bằng câu nêu đặc điểm. Và câu hỏi thì chúng mình viết dấu hỏi chấm cuối câu, còn câu trả lời chúng mình viết dấu chấm cuối câu. Tương tự như vậy, chúng mình sẽ hỏi về đặc điểm và trả lời về câu nêu đặc điểm của những từ ở trong bài tập số 3. Các con bấm dừng video để suy nghĩ làm bài. Làm xong các con đối chiếu với bài của cô. Ngôi sao thế nào? Ngôi sao sáng lấp lánh. Dòng sông thế nào? Dòng sông quanh co uốn khúc. Lương lúa thế nào? Lương lúa xanh mơn mờn. Đây là ba câu hỏi nêu hỏi về đặc điểm có sử dụng từ thế nào. Nhá. Sử dụng từ, cụm từ thế nào? Hoặc các con có thể dùng cụm từ như thế nào? Đó là câu hỏi. Còn khi trả lời thì chúng mình sẽ trả lời bằng câu nêu đặc điểm. Có nghĩa là trong câu của con sẽ có từ chỉ đặc điểm. Ví dụ từ chỉ đặc điểm là sáng lấp lánh. Từ chỉ đặc điểm là quanh co uốn khúc từ chỉ đặc điểm là xanh mơn mởn đó là những từ ngữ chỉ đặc điểm ở trong câu nêu đặc điểm vậy trong bài này các con lưu ý hỏi về đặc điểm con sử dụng câu hỏi thế nào hoặc như thế nào và khi trả lời câu nêu đặc điểm thì trong câu đó sẽ có từ chỉ đặc điểm cô mời chúng mình chuyển sang tiết năm luyện viết đoạn Bài 1, trang 36. Nói về việc làm của từng người trong tranh. Các con tham khảo đoạn văn sau. Trên nương, mỗi người một việc. Người lớn đánh trâu ra cày. Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé bắt bếp thổi cơm. Các bà mẹ cha ngô. Các em bé ngủ khì trên lưng mẹ. Theo tô hoài. Các con quan sát bức tranh. Đây là... Bức tranh miêu tả về một gia đình đi làm nương. Cả gia đình cùng tham gia làm nương. Mỗi người một việc. Các cụ già, các bác, các bạn nhỏ, đúng không? Cả và các bác phụ nữ. Đó. Vậy các con hãy nói về việc làm của từng người trong tranh, dựa vào bức tranh và dựa vào đoạn văn tham khảo ở dưới. Mỗi người một việc. Vậy cụ thể, từng việc của mọi người trong tranh là gì? Ví dụ đây là các bác trai. Các bác trai đang làm gì? À, các bác trai đang cày ruộng. Thế còn, các cụ già thì làm gì? À, các cụ nhặt cỏ, lá khô để đốt và cái cho đó trộn vào đất để trồng cây. Thế còn các bạn nhỏ, À, các bạn nhỏ thì đốt lửa để nấu cơm. Các bà, các mẹ. Các bà mẹ làm gì? À, các bà mẹ đang tra ngô và điệu các em bé trên lưng. Thế còn các em bé thì làm gì? Các em bé thì đang ngồi trên lưng mẹ và đang ngủ khì. Đó. Đây là hình ảnh cả một gia đình cùng tham gia làm nương Bởi vì những người dân vùng cao để đến lương làm việc Thì đi quãng đường rất là khó khăn Và xa cho nên đi về sẽ rất là lâu Chính vì vậy là cả gia đình cùng lên nương Các cụ già cũng làm việc Các bác làm việc Các mẹ cũng làm việc Các bạn nhỏ cũng đi cùng để nấu cơm Phụ giúp cho ông bà bố mẹ các em bé ở nhà không có ai trông Cho nên cũng được mẹ điệu trên lưng và cũng lên nương Cả nhà cùng tham gia làm việc với nhau Mỗi người một công việc Và mọi người đều chăm chỉ Có ý thức trách nhiệm làm việc của mình Cô mời chúng mình chuyển sang bài 2 Viết 3 đến 5 câu kể về một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống. Các con có thể viết nhiều hơn 5 câu cũng được và các con sẽ dựa vào gợi ý sau. Gợi ý thứ nhất, em đã tham gia hoặc chứng kiến việc gì, ở đâu? Gợi ý thứ hai, có những ai tham gia việc đó? Gợi ý thứ ba, những người tham gia đã làm gì, làm như thế nào? Gợi ý thứ tư, em có suy nghĩ gì khi chứng kiến hoặc tham gia việc đó? Dựa vào những gợi ý, chúng mình viết và các con tham khảo bài viết của cô. Bài viết thứ nhất. Chủ nhật tuần vừa rồi, em cùng bố mẹ lau dọn nhà. Bố kê ghế cao quét mạng nhện trần nhà. Mẹ lau cửa nhà, cửa sổ. Em rửa ấm chén. Bố quét trần nhà xong thì em và mẹ quét nhà, lau nhà. Sau một buổi sáng, ngôi nhà đã sạch đẹp và gọn gàng. Em thấy rất vui vì được cùng dọn nhà với bố mẹ. Em thấy yêu gia đình của mình hơn. Đây là hình ảnh các bạn nhỏ đang tham gia dọn nhà cùng bố mẹ của mình. Các con hãy học tập các bạn nhỏ sẽ phụ giúp bố mẹ làm một số công việc trong gia đình vừa sức với mình và các con nhớ lại những việc làm các con đã làm cùng bố mẹ để các con viết vào bài hôm nay. Nếu bạn nào chưa làm thì từ ngay bây giờ các con sẽ cùng làm với bố mẹ Sau khi làm xong thì chúng mình sẽ biết về chính việc làm đó Chúng mình tham khảo bài thứ hai. Chủ nhật tuần vừa rồi, em cùng bố mẹ trồng một chậu hoa. Bố đặt cây hoa vào chậu rồi lấy đất đổ thêm vào chậu hoa. Mẹ giữ thân cây hoa cho thẳng. Em đi lấy thùng nước để bố tưới cho cây hoa. Một lúc sau, cây hoa đã được trồng lên chậu xong, cây hoa đã nở nhiều bông hoa đẹp. Em thấy rất vui vì được cùng trồng hoa với bố mẹ. Và đây là hình ảnh những chậu hoa sau khi đã được trồng xong, rất là đẹp và trang trí cho ngôi nhà của mình càng thêm đẹp hơn. Cô mời các con chuyển sang tiết 6 đọc mở rộng. Bài 1 tìm đọc một bài thơ về vẻ đẹp thiên nhiên trao đổi với bạn suy nghĩ của em về bài thơ có rất nhiều bài thơ viết về vẻ đẹp của thiên nhiên cô giới thiệu của lớp mình bài thơ gió 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 lúc nào cũng chạy suốt ngày vội thế à lúc nào cũng huýt sáo lúc nào cũng hát ca gió thích chơi trong chóng cùng bé chơi thả diều lại lật tung nón bé gió bông đùa chọc trêu các con đọc lại rồi nói những suy nghĩ của mình về bài thơ bài thơ mặt trời mặt trời đỏ rực lên từ đằng đông như quả cầu hồng ai treo lơ lửng nguyễn thị tố quyên bài thơ tả cảnh mặt trời lúc bình minh như quả cầu màu hồng khổng lồ tuyệt đẹp đang lơ lửng giữa bầu trời bài 2 con hãy viết vào nhật ký đọc sách một khổ thơ mà con thích cô giới thiệu với lớp mình khổ thơ trong bài thơ mùa thu của nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn trông kìa quả thị vàng dắt mùa thu vào phố mang theo câu chuyện cổ thì kể bằng mùi hương. Một khổ thơ trong bài thơ Nắng. Nắng vừa đậu trên lá, gió rung nắng rơi ngay, em chạy vội ra nhặt, nắng không vào bàn tay. Và một khổ thơ trong bài thơ Cầu vồng. Cầu vồng, chiếc cầu vồng bảy sắc uốn mình góc trời xa cầu vồng cũng có bạn cùng vươn qua mái nhà. Các con hãy bấm dừng video để chúng mình viết vào sổ nhật ký của mình một khổ thơ mà con thích. Các con thân mến, khổ thơ trong bài thơ cầu vồng đã khép lại bài học hôm nay. Các con có thể xem lại video cho nhớ bài rồi chia sẻ video của mình cho các bạn cùng học xem video xong các con bấm like và nút đăng ký để nhận được thêm những video tiếp theo của cô cô chào các con hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo